Rồi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel nắng ấm của tôi nha. Hôm nay mình quay cặp máy 70 Plus cái lọc mới cái búa trung tâm đó các bạn ơi. Cái này mình cũng quay cho đất liền rất là nhiều rồi. Hôm nay mình cũng vô mình quay cho các bạn xem nha. Để qua được bên đây thì phải có cái cặp dĩ nè các bạn thấy chưa? Đó, cặp dĩ này là để cho anh em bắt để cho mấy cái lúa đi đó các bạn. Rồi, hai chiếc nó lên tới đây rồi các bạn. Trên đây khu đất này khoảng 4-5 công nè. Hai mấy cậu thì đậu đi đợi chút xíu cắt xong á rồi mới đi xuống đi gom lúa nha các bạn. Hai con máy này nó chạy chừng chút xíu là xong hết rồi. Thank you.
kia mở đường nữa rồi các bạn. Nó đẹp. Anh em mấy cậu ra đồng rồi các bạn ơi. Má trong dưới ta. Má thường thường đi trời nắng này đi lên phía trong. Dạ. Chiên cái này về camera không anh? Nghe gọi bình thường hả? Dạ được. Cái game này nó cũng im á, mượt lắm. Tại thấy camera nó tốt rồi, rồi em mua máy này, em không mua máy kia. Máy này giờ giá này nó có 10, dở xuống còn 17, 18 mà. Con này Xiaomi Note 10. Là cái Samsung Galaxy S20 quá. Mà nó rớt xuống cái độ nước là sâu rồi. Vô. Dính ra ở đây, tại vì nó vô mấy cái là đường lo đó. Vô. Nó gịnh nước. Nào cũng vô hết trơn rồi đây. Đây rớt nhanh 1-2 phút, 3-4 phút á thì nó còn động động lại, còn rớt lâu quá thì nó vô luôn. Rớt nó làm sao mà lên được thì từ 5-10 phút rồi. Dạ. Thì cái đó quá lâu rồi, đó. Còn như rớt 1-2 phút á thì có khả năng là nó không có vô thôi. Không vô thì cũng không có đồ ẩm. Đúng rồi, nó camera nó bị giật, bị đóng mồ hôi rồi đó, em cũng bị dính hết cái.